quận Hoàn Kiếm năm 2022 của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Hoàn Kiếm đến đây là kết thúc. Một lần nữa thay mặt cho các ca sĩ, diễn viên xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu sức khỏe hạnh phúc, chúc hội thi thành công rực rỡ. Xin được trân trọng cảm ơn chương trình văn nghệ chào mừng hội thi của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Hoàn Kiếm.